Ngày 22 tháng 8, tìm đến khu vực nhóm Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, An Giang, phóng viên dễ dàng thấy được Casino Rich World ấp Tre Tâm, xã Sapopon, huyện Karong Thom, tỉnh Kandan, Campuchia, bởi chỉ cách con sông Bình Di làm ranh giới giữa hai nước. Theo ghi nhận của phóng viên, phía bên kia sông vẫn còn rất đông phương tiện và người tại khu vực Casino Rich World. Người dân nơi đây vẫn nhớ như in cảnh tượng hàng chục người liều mình bơi qua sông. Mấy chục người làm không chậm thật đâu mà mấy chục người vậy thì nó cũng nhớ bình tĩnh tắt cái đầu ra đi chạy ra mình mới đầu thật hơn nhìn giữa không là cái đầu người ta là không tại vì có mấy chục người là mình không còn tưởng tượng luôn á có đầu là người ta tú lên là nó tới cái chỗ này mà nó chặt cứng hết trơn cái hai bên đường này luôn nó chặn xuống cái bãi quá một hồi là nó tỉnh nguyện mình cũng không biết nữa thì người ta sẽ khoát là từ ở chỗ hai con voi đó người ta phóng xuống người ta lội qua thường thường là mình thấy ở trong chỗ hai voi đó họ trong họ chạy ra thì họ phóng xong rồi họ kêu cứu rồi đâu ra ta cứu người dân mình ra mình cứu thôi chứ mình không biết sự tình ở trong sao mình cũng không biết tại vì đất miền mình cũng không qua được nói chung người ta ra đó người ta lội là người ta kêu cứu là nhiều đa số tại người ta lội qua không nổi cái lúc đó thì mình lại là mình thấy cũng có nhiều người ta biết lội gạch đó người ta lội cũng qua gần tới bên Việt Nam rồi còn có một số người thì người ta đuối á người ta không biết lội á có số người thì chỉ còn lú cái tay lên dây kêu cứu thôi mấy người ta cũng như là sắp chìm vậy đó rồi mình cứu mấy người đó chủ yếu là cái mấy người nào mà đuối đó mình cứu vô trước rồi từ từ ra mình cứu thêm chứ mình nói chung là lựa mấy người mà còn có sức đồ kia đang lội đó thì mình cứu thì mấy người đuối người ta chìm hết rồi. Như PLO đưa tin, do bị ép làm việc quá sức, không được trả lương và bị đánh đập, nên nhóm hàng chục người Việt Nam đã bàn nhau bỏ trốn khỏi Casino Rich World. Sau khi thống nhất, sáng ngày 18 tháng 8, nhóm người này đã cùng nhau tông cửa bỏ chạy nhảy sông Bình Di bơi về Việt Nam. Có 40 người đã được người dân cứu lên bờ an toàn, một người tử vong và một người bị bắt lại. Nhận định vụ việc có dấu hiệu tội phạm mua bán người và tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép, nên Công an tỉnh An Giang đã nhanh chóng điều tra. Đến ngày 20 tháng 8, công an đã tạm giữ hai người được xác định là đã tổ chức đưa 6 trên 40 người trên xuất cảnh trái phép sang Campuchia trước đó. Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra mở rộng xử lý theo quy định. Còn nhóm người trên vẫn đang được bố trí ở trong trung tâm giáo dục cộng đồng xã Đa Phước, huyện An Phú. Sau khi hỗ trợ y tế, kiểm soát dịch bệnh COVID-19, ổn định tinh thần, các lực lượng chức năng tiếp tục rà soát nhân thân, địa chỉ, nguyên nhân xảy ra vụ việc để tiếp tục phối hợp giải quyết, xử lý theo đúng quy định pháp luật.